Chào mừng cả nhà quay trở lại kênh Bếp Nhà Mina Na Uy. Hôm nay Mina xin giới thiệu với cả nhà một món bánh mì ngọt mới nữa. Bánh mì này cả nhà thấy không, nó giống như một cái hoa hướng dương đúng không? Cái là bánh mì này thì Mina không có sử dụng đường mà Mina sử dụng sữa đặc, sữa ông thọ đó cả nhà. Bánh rất là mềm, rất là xốp bông. Cả nhà thấy bánh mì xốp bông lên từng sợi luôn nè. Bây giờ thì mình bắt tay vô mình làm nha cả nhà. Đầu tiên là mình cần là hai cái trứng thì mình cho vô một cái tô lớn, thì mình cũng lấy cái muỗng nó cả nhà mình đánh cho trứng nó bể ra. Sau đó thì Mina cho vô là 75g sữa đặc hay là sữa ông thọ cũng được nha cả nhà, rồi 5g men khô, rồi Mina cho chung vô, sau đó Mina sẽ trộn đều lên. Ở đây thì Mina cũng có là 60ml sữa. Sữa ấm nha cả nhà, 300g bột mì. Bột mì thì Mina cũng chia ra làm hai lần, Mina đổ vô chứ Mina không có đổ vô một lần. Rồi 25g bơ. 25g bơ này thì Mina cũng đun cho nó tan, cho nó chảy ra rồi Mina mới đổ vô trong bột. Giờ thì Mina sử dụng tay Mina trộn, sau đó thì Mina sẽ đổ bột ra bàn rồi Mina trộn tiếp ở ngoài bàn. Bây giờ thì Mina cho thêm là một muỗng dầu ăn, rồi Mina sẽ dùng tay á Mina trộn. Mình trộn đến khi mà cục bột nó mềm, nó mịn, rồi nó bóng, nó mướt như thế này là cả nhà. Đó. Mình ấn ngón tay xuống cả nhà thấy không? Thấy nó mềm lắm. Bây giờ thì Mina sẽ cho nó vào một cái tô. Mà cái tô này á thì Mina cho một muỗng dầu ăn vô rồi Mina thoa đều ở bên trong cái tô đó. Rồi Mina sẽ cho cục bột vô, Mina để bột trong đó. Mina lấy một cái màng bao thực phẩm đó cả nhà, Mina đậy lại và để bột nghỉ 1 tiếng đồng hồ. Sau 1 tiếng đồng hồ thì bột nó nở lên, nó cũng gấp đôi rồi nè cả nhà. Thì bây giờ thì Mina đổ cái cục bột này ra bàn nha. Rồi Mina cũng lấy tay Mina nhận hết mấy cái bột khí cho nó bể ra. Rồi Mina cũng vo tròn nó lại. Cục bột này thì Mina sẽ chia nó ra làm 8 phần nha cả nhà. Cái này thì Mina cũng nhắm Mina chia thôi, chứ Mina không có cân này nọ. Sau khi mà Mina chia làm 8 phần rồi đó thì Mina sẽ vò tròn 8 phần nó lại. Mỗi một cục bột như thế này đó cả nhà thì Mina cũng chia ra thêm là 3 phần nhỏ. Thì khi sau khi Mina chia xong thì Mina cũng vo tròn 3 cái phần nhỏ này lại. Mình cứ tiếp tục mấy cục bột kia mình cũng đem ra mình chia mỗi một cục bột như vậy là 3 phần, sau đó vo tròn những cái cục bột nhỏ lại. Ở đây thì Mina có một cái khuôn tròn nè cả nhà, rồi Mina cho bơ vô rồi Mina thoa đều xung quanh cái khuôn á, để khi mình lấy bánh ra thì nó dễ hơn. Ở đây thì Mina có khuôn tròn thì Mina làm khuôn tròn, còn nhà bạn nào có cái mâm hình chữ nhật, hình vuông gì đó thì mình cũng có thể mình làm, nhưng mà cả nhà nhớ là phải thoa bơ đều hết ở trong trong cái khuôn á, để cho bánh nó không có dính chặt vô khuôn ha.
Thì bây giờ thì mình sẽ xếp những cái cục bột nhỏ nó vô trong khuôn. Mina đậy nó lại và để nó nghỉ thêm 30 phút nữa cho nó nở lên. Sau 30 phút là cả nhà thấy nó nở to dữ không? Khi Mina xếp những cục bột như thế này đó nha cả nhà, thì Mina xếp á, nó dính chặt chặt lại với nhau á, thì khi nó nở lên thì bánh nó sẽ có một cái hình như thế này. Rồi Mina dùng một cái bình xịt nước đó cả nhà, thì Mina xịt nước ở trên mặt bánh để cho cái mặt bánh nó không có bị khô á. Rồi Mina sẽ đưa vô trong lò, Mina nướng ở nhiệt độ là 180 độ C. Mình nướng trong vòng 15 phút nha. Thì sau 15 phút á, bánh nó chín rồi, nó còn nóng đây nè. Mình lấy ra khỏi lò thì mình dùng cái bơ tan chảy đó cả nhà. Bơ mình đã tung đun cho nó chảy ra rồi đó. Mình quét lên cái mặt bánh. Cả nhà thấy không? Mình quét tới đâu là bánh nó bóng tới đó, nó nhìn nó hấp dẫn hơn đúng không cả nhà? Tăng 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 tăng, cả nhà thấy không? Bây giờ nó hấp dẫn lên đúng không? Mời cả nhà nha. Bánh mì nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian theo dõi video của mình nha. Hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau nha. Bye bye.